Chương 7. Cuốn sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân tuyệt đẹp. Khi chúng ta còn trẻ, sự yếu đuối và kiên cường có những lúc luôn vượt qua khả năng tưởng tượng của bản thân. Có những lúc ta yếu đuối đến nỗi chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến nước mắt tuôn rơi. Cũng có lúc chợt phát hiện ra bản thân đã cắn răng chịu đựng mà bước được qua một quãng đường thật dài. Trong những năm tháng tuổi đôi mươi, xin hãy đặt bản thân mình vào vị trí của những người tuổi đôi mươi chăm chỉ học tập, tích cực tích lũy kiến thức và rèn luyện tâm trí để đạt những mục tiêu hoài bão to lớn. Cho dù bạn có khát khao ảo tưởng đến thế nào, cũng không bằng được việc đọc thêm một vài trăm quyển sách trước mắt, học hỏi thêm một vài điều, mỗi ngày đều cố gắng phấn đấu thì cuộc sống mới trở nên thiết thực hơn. Thời gian thật sự rất thần kỳ, bạn sẽ không bao giờ biết được nó có khả năng thay đổi con người bạn đến mức nào. Nói một cách khác, trước đây có những món rau xanh có vị đắng ngắt của bia, có những cuốn sách bạn thấy vô cùng nhàm chán, hay thậm chí là một người mà ta từng ghét cay ghét đắng, bỗng một ngày đẹp trời, bạn lại tự nhiên trở nên thích tất cả những điều đó. Một cuộc đời có tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể chỉ có những niềm vui mà thiếu đi hình bóng của nỗi buồn, đặc biệt là tuổi trẻ. Ở cái thở còn non trẻ, chúng ta luôn gặp phải đủ các vấn đề đau đầu, nếm trải đủ hương vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Có lúc chúng ta tưởng chừng như thế giới này thật tồi tệ, hận rằng mọi thứ không biến mất luôn đi. Nhưng thực tế đó chỉ là những thử thách khảo nghiệm và là cuộc sống dành cho chúng ta. Bạn hãy nhớ, chẳng có ai đủ may mắn tránh khỏi tất cả những điều ở trên. Nếu như bạn không thông minh, thì những gì bạn có thể làm là phải đủ nỗ lực và kiên trì tìm cách để đạt được ước mơ. Đơn giản lắm, không ngừng trải nghiệm. Khi một mong muốn nào đó bức ép bạn muốn phát điên, thì đó chính là những gì bạn đang khao khát có được. Thanh xuân sẽ chẳng thể kéo dài mãi mãi. Chúng ta không thể không xứng đáng với tuổi trẻ. Hãy luôn luôn cố gắng cho tốt, và những hy sinh của bạn sẽ không trở nên vô ích. Đối với tôi thì việc chúng ta yêu một người mà mình thích, làm một việc mình muốn, có được những mối quan hệ thân thiết của riêng mình, luôn tiến về mục tiêu mà mình mong muốn đều quan trọng như việc hít thở vậy. Chỉ là có một số chuyện, nếu như bạn chưa thực hiện được thì mỗi ngày lại trôi đi. Bạn phải cảm nhận những ngày đó không như những gì bản thân mong muốn. Cuộc sống còn rất dài nên bất cứ lúc nào xuất phát cũng vẫn kịp. Chỉ cần đó là một sự thay đổi tốt thì không bao giờ sợ muộn bạn nhé. Không có ai có thể thật sự thấu hiểu bạn. Hòn đá đó có đập vào chân bạn, người ngoài mãi mãi sẽ chẳng thể thấu hiểu bạn đau đớn đến giường nào. Trên đường đời này, mỗi chúng ta là một kẻ độc hành. Người có thể thấu hiểu những gì bạn đã trải qua, có thể giúp đỡ được bạn, chỉ có thể là chính bản thân bạn mà thôi. Hãy tự ăn ngon ngủ say, tự kiếm tiền và tiêu tiền. Đừng tức giận vì những người không xứng đáng, và đừng mất ngủ vì những chuyện không đâu. Đã sống thì hãy sống cho thật tốt, và mỗi giây mỗi phút đều phải sống cho bản thân mình. Nếu như đau khổ là một ly rượu đắng, thì hãy ung dung chậm rãi mà uống hết nó. Nếu như đau khổ là một vết sẹo, hãy biến nó thành nụ cười tươi trên môi. Có những lời nói chỉ thích hợp để nơi sâu kín trong lòng, cũng như có những nỗi đau chỉ nên âm thầm mà quên đi. Cuộc sống cần có những khó khăn vấp ngã, những cú vấp ngã ấy sẽ trở thành tài sản quý giá nhất của tuổi trẻ. Hãy tranh thủ lúc còn trẻ mà trải nghiệm, càng nhiều sóng gió thu được thì càng nhiều bài học đáng quý. Nhiều khổ cực rất có ích cho việc rèn giũa ý chí và phẩm chất con người bạn.
Đừng khóc vì bạn nghèo, bởi sẽ chẳng ai có thể góp ý kiến cho bạn. Đừng kêu gào vì mệt mỏi, bởi sẽ chẳng có ai giúp bạn làm việc. Đừng muốn khóc vì sẽ chẳng có ai để ý đâu. Đừng tự nhận thua, bởi chẳng ai muốn bạn thắng. Đừng dựa dẫm vào người khác, bởi chỉ có bản thân là đáng tin cậy. Đừng nản lòng, bởi có cả một đám người đang chờ đợi cơ hội dậu đổ bìm leo. Đừng quay đầu lại, bởi những gì bạn thấy. Đừng đau buồn vì phải chia ly, bởi điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy cực kỳ u sầu. Đừng mãi cúi đầu, bởi dưới mặt đất chỉ có đất đá và không có vàng bạc đâu. Sự xuất hiện của những người đã từng lướt qua cuộc đời ta đều có ý nghĩa, nhưng đừng nhớ mãi không quên về họ. Những người đã đi qua đương nhiên có cái tốt của họ, nhưng những người tốt nhất là những người đang ở bên bạn. Nếu như bạn cảm thấy không vui, hãy ra ngoài đi lại cho thoải mái. Thế giới này rộng lớn như vậy, phong cảnh xinh đẹp thế kia, cơ hội dành cho bạn còn rất nhiều, mà cuộc đời thì ngắn lắm. Đừng để bản thân quanh quẩn mãi trong một góc tối. Có những lúc bạn lựa chọn giữ khoảng cách với một ai đó không phải vì bạn không quan tâm đến người ta, mà là bởi bạn viết ra một điều rằng: đừng hoang tưởng nữa, anh ấy không thuộc về bạn. Trong trái tim mỗi người đều có một bức tường thành gửi hình bóng một người không có hy vọng trải qua một quãng thanh xuân, nhưng người đó lại mắc kẹt mãi trong ký ức cả một đời. Cuộc sống này chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc xuất phát lại từ đầu làm vai chính trong cuộc sống của chính mình, hoặc mãi dậm chân tại chỗ và vĩnh viễn làm vai phụ cho cuộc đời của người khác. Hãy sống chậm lại một chút và không cần phải quá nóng vội với những gì bạn muốn. Thời gian sẽ tự mang đến cho bạn và không việc gì phải vội vàng. Vào một thời điểm thích hợp, với những người phù hợp và bằng những lý do thích đáng, những gì nên đến ắt sẽ phải đến. Đời người dù cho có đi qua bao nhiêu con đường thì suy cho cùng cũng chỉ có một con đường duy nhất, nhưng nó lại được phân thành vô số những đoạn đường ngắn không bằng phẳng. Ở những đoạn bằng phẳng, trong lòng ta biết bao vui mừng. Bước đi trên những đoạn đường gập ghềnh trắc trở, trong lòng có biết bao phiền muộn. Bạn sẽ hiểu ra một điều là bạn đã có một thời vượt qua được tất cả. Bạn muốn sống một cuộc sống bình thường yên ổn thì những khó khăn gặp phải chẳng có gì to tát. Bạn muốn một cuộc sống tốt đẹp nhất thì chắc chắn sẽ phải chịu đựng những tổn thương đau đớn nhất. Thế giới này công bằng lắm. Muốn đạt được những gì tốt nhất thì luôn phải nếm trải những gì đau đớn nhất. Nếu có thể vượt qua, chúc mừng, bạn là người thắng cuộc. Nếu như không thể thì hãy ngoan ngoãn là một người bình thường. Tâm trạng tồi tệ của bạn có thể thể hiện qua nét mặt. Công việc mệt mỏi bạn có thể than vãn. Cuộc đời ngắn ngủi bạn có thể tùy tiện lãng phí. Cuộc sống khổ cực bạn có thể đánh mất niềm tin. Con đường phía trước quá gian nan, bạn có thể do dự chần chừ. Nhưng trước đó, bạn phải hiểu rõ một điều: chẳng có ai muốn nhìn thấy gương mặt cao có của bạn. Chẳng ai tình nguyện làm việc hại bạn vô điều kiện. Chẳng ai chịu trách nhiệm cho sức khỏe của bạn. Những điều tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai. Con đường bạn tự lựa chọn. Cho dù có quỳ xuống cũng phải đi cho hết. Ai cũng đều rất mệt mỏi chứ không riêng gì bạn. Hiện tại bạn có trong tay cái gì thì sau này bạn sẽ trở thành một người như vậy. Chúng ta có thể không đủ hoàn hảo, nhưng vẫn muốn làm nên những việc to lớn vĩ đại. Suy cho cùng, cuộc sống của mỗi chúng ta đều phải trải qua khổ luyện gian truân mới trở nên kiên cường được. Cuộc sống sẽ không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng cũng không phải luôn luôn đen tối như bạn hằng tưởng tượng. Thật ra sự yếu đuối hay sự kiên cường của mỗi chúng ta
đều có thể vượt xa so với tưởng tượng của bản thân. Có những lúc chúng ta có thể yếu đuối đến nỗi chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến nước mắt tuôn rơi. Lại có những lúc bản thân chợt nhận ra mình đã cắn răng nhẫn nhịn mà đi qua một quãng đường rất dài. Khoảng thời gian giữa tuổi 20 cho đến tuổi 30 có thể sẽ là những chuỗi ngày khốn khó nhất khi bạn rời khỏi ghế nhà trường, phải vứt bỏ cái mác sinh viên. Những thần tượng từng say đắm một thời cũng dần không còn hứng thú, và từng người bạn thân thiết cũng dần trở nên xa cách. Bạn phải quay cuồng trong những mối quan hệ mà bản thân chẳng hề mong muốn. Cái cảm giác tồn tại giữa hiện thực và ước mơ ngày một mờ nhạt rồi tan biến. Đời người không phải là một con đường bằng phẳng dễ dàng gì, mà là một quá trình. Phải không ngừng tu sửa thì việc không biết mình muốn gì cũng không sao hết. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ được bản thân không muốn điều gì bạn nhé. Cứ cố gắng hết mình, còn lại thì nghe theo số phận. Không thẹn với lòng, không phiền tối vì tình cảm theo thời thế thay đổi, mà luôn tự biết cách hài lòng, thỏa mãn với hiện tại. Biết nhận sai là một điều đáng quý. Đi sai đường biết quay đầu làm lại. Đối xử chân thành với những người quý mến mình và quên đi những người ghét bỏ mình. Cuộc đời cứ như vậy thật tốt quá. Nếu như có một ngày bạn cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn mệt mỏi, hãy mạnh mẽ lên. Đó có thể là những thu hoạch đáng giá nhất bạn có được. Cuộc sống dành tặng chúng ta một món quà vô cùng to lớn và quý giá. Đó chính là thanh xuân tràn đầy sức sống hoang dã, tràn đầy khát khao, ước mong, đông đầy ý chí tiến thủ, vươn lên tràn ngập hy vọng và niềm tin bất diệt. Ngày hôm qua càng nhiều thì những ngày mai lại càng ít, đó gọi là cuộc đời. Khi bạn cảm thấy mỗi năm trôi qua ngày càng nhanh hơn, thì có nghĩa thời gian đổi thay và bạn ngày càng quan trọng. Đừng vì nỗi cô đơn mà nằm mơ ôm lấy một người. Cũng đừng vì nhất thời không có sự lựa chọn nào khác mà sống vật vờ qua ngày. Kiểu gì cũng sẽ có một con đường mà bạn phải cô độc một mình bước qua. Mong bạn sẽ trở thành ánh sáng tươi đẹp trong chính cuộc đời mình. Chưa bao giờ là muộn để thay đổi một điều gì cả. Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bất kể đang trong hoàn cảnh nguy nan như thế nào, chỉ cần có một mục tiêu rõ ràng, từng bước tiến về phía trước, thì bạn luôn có khả năng lật ngược tình thế. Một ngày mới bắt đầu, bạn càng phải cố gắng hơn nữa. Không phải bạn thấy mệt thì sẽ có một nơi ẩn náu ấm áp. Không phải bạn thấy dơ thì sẽ có nguồn suối mát mẻ để tắm táp. Không phải bạn thấy lạnh thì sẽ có ánh sáng mặt trời. Sâu trong thâm tâm mỗi người đều có những vết thương thầm kín không muốn cho ai biết. Bạn chỉ có cách chờ đợi thời gian chữa lành những vết thương này. Cuộc sống tựa như một chuyến tàu hỏa, dù lớn dù muộn rồi cũng sẽ đến lúc bạn phải xuống tàu. Nhưng điều quan trọng là trong khoảng thời gian bạn lưu lại trên tàu đó, bạn đã gặp được ai. Mỗi một độ tuổi đều có phiền muộn của nó, và không hề có trường hợp ngoại lệ. Những nỗi buồn ấy luôn âm thầm chờ đợi bạn vào một độ tuổi cố định, và bạn hãy yên tâm vì nó chưa bao giờ vắng mặt. Bất kể ngày hôm nay có thể xảy ra những chuyện phiền muộn đến đâu đi chăng nữa, cũng không cần phải cảm thấy đau buồn, bởi vì ngày hôm nay chính là ngày bạn còn trẻ nhất trong tất cả những chuỗi ngày còn lại. Có những việc không đáng được tha thứ, và điều đó chẳng liên quan gì đến sự rộng lượng của chúng ta cả. Mỗi người đều có một thời gian hữu hạn riêng. Nếu như đã làm sai rồi thì cần phải suy nghĩ về cái giá phải trả cho sai lầm của mình. Không phải tất cả các câu xin lỗi đều có thể được đáp lại bằng một lời nói "không sao đâu". Bạn hãy biết trân trọng điều đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc lựa chọn cuộc sống của bản thân.
sẽ không tự tiện để bản thân lạc lối trong 8 tiếng ban đêm nữa. Trái tim tôi đang nghe thấy tiếng gọi từ phương xa. Đừng có bận tâm đến những lời dị nghị sau lưng nữa nhé. Tôi chẳng còn thời gian để mà quan tâm đến những gì đã qua nữa rồi. Tôi phải hướng về phía trước và tiến lên mạnh mẽ. Trên con đường đời còn biết bao nhiêu phong cảnh đẹp đang đợi chúng ta đến thưởng ngoạn. Những điều gì phải đến thì không cần trốn tránh. Nơi nào cần đi không nên chần chừ. Và những việc gì cần làm phải dũng cảm đảm nhận. Hãy để những gì nên từ bỏ trôi theo gió bay. Đừng níu kéo. Và hãy để những gì cần giữ lại được chôn sâu trong thâm tâm, phủ đầy lớp bụi thời gian. Hãy để những khó khăn thử thách đã từng trải qua kết tinh thành những tài sản quý giá, thành động lực thúc giục chúng ta luôn tiến về phía trước. Cuộc đời này giống như một chuyến du lịch dài đằng đẵng, ta cứ đi mệt rồi phải dừng lại nghỉ chân. Sẽ có một quang cảnh nào đó khiến bạn lưu luyến không muốn rời xa. Sẽ có một trạm nghỉ nào đó khiến bạn phải mỏi gối. Sẽ có một câu chuyện nào đó khiến bạn phấn khích sau khi nghe. Sẽ có những tình cảm của ai đó khiến bạn phải trân trọng. Và sẽ có ai đó khiến bạn một lòng một dạ chờ đợi. Khi còn trẻ, chúng ta cứ luôn băn khoăn làm cách nào để thành công, làm thế nào để nỗ lực hết mình vì ước mơ. Chính vì lẽ đó mà ta luôn thờ ơ, quên đi những sự quan tâm giúp đỡ ngay bên cạnh mình, và cũng luôn ảo tưởng rằng một tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Đôi mắt chúng ta cứ luôn trông ngóng về một nơi xa xôi chẳng hề biết đến, lơ đãng quên những gì bản thân đang nắm giữ trong tay, những hạnh phúc bản thân đang tận hưởng, và chẳng có tâm trạng mà ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Tuổi trẻ ai cũng sẽ gặp phải những lúc bị người ta hiểu nhầm, coi thường, thậm chí là khinh bỉ. Tất cả đều là những chuyện rất bình thường. Trong những tình huống như thế thì chúng ta chỉ cần làm tốt và hoàn thiện bản thân, dựa vào những lời nhận xét của người khác để tự sửa chữa những khuyết điểm của mình. Cũng đừng vì người khác không hiểu mà tự phủ định hoàn toàn bản thân mình. Tôi chính phần cảm thấy vui mừng, phần còn lại là cầu mong các bạn mỗi khi mở mắt ra đều trông thấy thế giới thật tươi đẹp, tận hưởng niềm vui, đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi có 9 điều kỳ vọng, hy vọng các bạn sẽ tạo nên một thiên đường tươi đẹp hơn cho thế hệ sau. Tất cả những chuỗi ngày dài vô tận không phải là để hành bạn, bắt bạn đối mặt với bao nhiêu thử thách gian nan, mà là để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh 10 năm sau của mình như một bộ phim vừa mới mở đầu đã đón được trước kết cục. Vô vị và không có sự thay đổi mới chính là khó khăn lớn nhất của cuộc sống. Bạn phải tin tưởng rằng tất cả những nỗi khổ của bây giờ là để chuẩn bị cho sự thay đổi kết cục của tương lai. So với việc bước đi trên một con đường bằng phẳng yên bình, mọi người đều thích những câu chuyện khổ tận cam lai hơn. Hãy nhớ lấy, bạn có thể khóc, có thể hận, nhưng tuyệt đối không thể không kiên cường mạnh mẽ. Bởi vì phía sau kia còn có một đám người đang chờ đợi cơ hội để cười nhạo và khinh thường bạn. Đời người tựa như một con đường dài vô cùng tận, vốn dĩ rất ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Nếu muốn đi nhanh và dễ dàng hơn, bạn phải học được cách nhìn xa trông rộng. Cuộc sống giống như một ly cà phê, vốn dĩ đắng ngắt và khó uống. Muốn hương vị trở nên ngọt ngào hơn, phải tự biết cách cho thêm đường. Mỗi người trẻ tuổi đều sẽ phát hiện ra cuộc sống thực tế khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Muốn bản thân xuất sắc hơn người khác thì phải biết có những người bạn bên cạnh đã làm nên những câu chuyện dời non lấp bể, trong khi bản thân chỉ dậm chân tại chỗ. Đừng vội vàng oán trách bản thân hay lo lắng, cũng đừng nản lòng. Cứ như thế tiến về phía trước, rồi sẽ có một ngày bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân. Tuổi trẻ đừng chạy trốn khỏi sự bận rộn, vì bận rộn là một cách để trau dồi bản thân.
Đừng mang lòng oán hận những khó khăn vấp ngã, bởi sau mỗi lần vấp ngã, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng đừng bao giờ chối bỏ nụ cười, vì chính nụ cười là sức hút lớn nhất của bạn. Mỗi một người đều có một tài năng nào đó, mà khả năng đó của bạn không cần người khác phải chứng minh hộ. Cuộc sống giống như màn hình TV, thời gian là kịch bản và đời người là một bộ phim điện ảnh. Đừng vì những tình tiết phức tạp trong bộ phim mà cam tâm diễn vai phụ. Đừng vì sự thăng trầm của câu chuyện mà biến bản thân thành khán giả của bộ phim. Xin bạn hãy diễn cho thật tốt. Bạn không phải là diễn viên tập sự trên sân khấu cuộc sống. Chẳng việc gì phải đuổi theo một con ngựa. Dùng thời gian đi đuổi bắt một con ngựa ấy để tự trồng cỏ. Đợi đến khi xuân sang cỏ hoa khoe sắc, tự khắc sẽ có một đàn tuấn mã tới cho bạn tùy ý lựa chọn. Một người con gái thật sự xinh đẹp sẽ rất hiếm khi chụp ảnh tự sướng. Một người thật sự giàu có sẽ chẳng bao giờ tự huênh hoang về bản thân. Một đôi tình nhân thật sự yêu nhau sẽ chẳng việc gì phải giả vờ âu yếm trước mặt người khác. Khi đang cùng bạn bè chơi đùa vui vẻ thì làm gì có thời gian để mà chụp ảnh khoe khoang. Một người sống thật sự ý nghĩa không cần thiết phải cố ý chứng tỏ bản thân trước mặt người khác. Số phận tựa như một ấm nước đang sôi cuồn cuộn mà chúng ta là một cốc nước trà xanh. Không có nước sôi để pha trà thì cốc trà xanh mãi chỉ nằm trong một góc. Khi ngâm mình trong nước nóng thì trà xanh mới tỏ ra hương thơm nồng nàn quyến rũ. Chính vì những lúc khó khăn thử thách, cuộc sống mới tỏ ra ánh hào quang đáng ngưỡng mộ. Hãy tranh thủ lúc còn trẻ để trải nghiệm. Trải qua những thử thách mới biết cách khiêm tốn. Nếu không, bạn cứ tự ảo tưởng bản thân thông minh mà coi thường mọi thứ. Cứ ảo tưởng đi rồi sự ảo tưởng đó sớm muộn cũng sẽ hủy hoại bạn. Bản lĩnh không đủ lớn thì tính khí không được quá nóng nảy. Nếu không, bạn sẽ trở nên rất phiền phức. Năng lực không có thì ham muốn không được quá lớn. Nếu không thì bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Đừng lãng phí thời gian để mà nhớ nhung mãi về những gì đã mất đi. Bạn phải luôn nhìn về phía trước, bởi vì cuộc sống không phải đi ngược lại con đường cũ. Khi mà bạn không còn lý do nào để tiếp tục kiên trì, bạn còn phải vắt óc nghĩ ra một lý do để làm lại từ đầu. Khi mà bạn không còn lý do nào để tiếp tục kiên trì thì bạn nhất định phải nghĩ ra một lý do để làm lại từ đầu. Nếu như bạn cảm thấy không vui thì hãy bước chân ra khỏi cửa nhà đi dạo cho thư thái. Thế giới này rộng lớn lắm, phong cảnh ngoài kia đẹp biết bao nhiêu và cơ hội dành cho bạn còn rất nhiều. Khi ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, khúc xạ thành ánh cầu vồng rực rỡ, tôi cá là bạn sẽ kinh ngạc thốt lên trước vẻ đẹp của cuộc sống này. Đời người như một cuộc hành trình cô độc. Bạn cũng là bạn và sẽ chẳng có một người bạn thứ hai đến thế giới này. Trên đời này chỉ có những người giống nhau một phần. Đương nhiên không có những người hoàn toàn giống hệt nhau. Đừng có đòi hỏi quá nhiều và càng không được dựa dẫm vào người khác. Bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ phải biến mất trong đêm tối. Ngoài bạn ra, sẽ chẳng có ai có thể đi cùng bạn đến tận cuối con đường. Thời gian thật hay, có thể kiểm chứng được lòng người, nhìn thấu tính cách, hiểu được cái gì là thật và nhận ra cái gì là giả dối. Không có những vấn đề không thể giải quyết và chỉ có những nút thắt trong tim không thể gỡ bỏ. Không có trải nghiệm nào không phải kinh qua và chỉ có bản thân không tìm được lối thoát. Khi bắt đầu, bạn luôn lo lắng sẽ mất đi ai đó, nhưng bạn đã quên mất việc tự hỏi liệu rằng có ai sợ bỏ lỡ mất bạn. Đời người một khi đã từng cố gắng, đã từng trân trọng thì có gì phải hổ thẹn với lòng bạn nhỉ? Có những lúc phải thấy đau đớn,
phải thấy căng thẳng mới có thể thúc giục bản thân chiến thắng bệnh lười nhác từ trong máu, mới có động lực dữ dội để không ngừng sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Phàm là những gì bản thân muốn có hoặc cố gắng nỗ lực mà đạt được hoặc dứt khoát từ bỏ. Đừng mỗi khi gặp người khác lại thao thao bất tuyệt thể hiện sự quyết tâm hoặc than vãn không ngừng, để rồi làm trò cười mua vui cho người khác lúc rảnh rỗi. Mỗi người đều có một cách sống riêng và bạn không việc gì phải hâm mộ cuộc sống của người khác. Có những người ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng không biết đã âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt. Cũng có những người cuộc sống có vẻ rất khó khăn, nhưng thực tế người ta lại có thể sống tự nhiên tự tại. Bạn căn bản không thể ép được người khác sống bằng cách thức như thế nào. Hãy thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác mà tự nhìn nhận lại bản thân. Những ngày tháng mà bản thân yêu thích chính là những ngày tươi đẹp nhất. Đời người nhất định sẽ gặp phải những khó khăn thử thách, nhưng phải nếm trải mới khiến bản thân trở nên tốt hơn. Cho dù kết quả có không như ý muốn thì những gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Một điều có thể khẳng định chắc chắn đó là anh ta sẽ tốt hơn và xứng đáng hơn so với những gì bạn nghĩ. Có thể lúc đó bạn vẫn không hiểu, nhưng cho đến khi bạn đến được điểm cuối cùng, bạn sẽ hiểu ra tất cả mọi điều đều có ý nghĩa riêng của nó. Chỉ khi vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất mới có thể ngắm nhìn những phong cảnh tươi đẹp nhất. Hãy để chúng ta làm chủ lấy tuổi trẻ của mình và học theo những cánh chim hải âu tung bay xuyên mây, phá tan sương mù, đối đầu với những sóng gió. Học theo những thân tùng cao lớn thẳng đứng vững vàng trong gió biết mà chẳng hề run sợ. Chỉ có như thế mới có thể viết nên những trang sử không hối hận của tuổi thanh xuân. Đừng sợ thua cuộc. Thanh xuân vĩnh viễn không bao giờ chịu thua cả. Chỉ cần bạn cố gắng sẽ có ngày hiện thực hóa được ước mơ. Cuộc sống không phải để tạm bợ, và bạn càng thể hiện bản thân kém cỏi, hạnh phúc sẽ nghiễm nhiên càng rời xa tầm tay. Ngoài bản thân bạn ra, sẽ chẳng có một ai khác hiểu được trong những câu chuyện của bạn có biết bao niềm vui hay nỗi buồn, bởi vì đó chỉ là những cảm xúc của riêng mình bạn mà thôi. Thanh xuân rồi cũng sẽ rời bỏ ta mà bay đi mất. Chúng ta ai rồi cũng sẽ phải già đi, nhưng thái độ đối xử với tuổi trẻ của ta như thế nào sẽ quyết định tương lai ta bước đi trên con đường tương ứng như thế. Nếu coi thanh xuân như những thẻ bài để đánh cược lấy hạnh phúc, thì sớm muộn gì cũng sẽ vì tuổi già sức yếu mà đánh lỡ mất nó. Hãy xem tuổi trẻ như một quá trình luyện tập trường kỳ. Chỉ có những tích lũy của đời người mới giúp bạn dần trở nên dày dặn theo thời gian. Đối với những người muốn một bước lên trời, thay vì kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội mơ hồ xa xăm, mong ngóng một quý nhân không biết khi nào mới xuất hiện, chi bằng tự bản thân mình cố gắng thực hiện những điều mà tuổi trẻ nên làm. Trong quá trình không ngừng tự hoàn thiện bản thân trở nên mạnh mẽ, bạn sẽ phát hiện chính bạn đã trở thành cơ hội và quý nhân lớn nhất trong cuộc đời của người khác. Bạn đã từng cắt bỏ cả một quãng thời gian của tuổi trẻ, nỗ lực quên mình điên cuồng hướng về một mục tiêu. Sự dũng cảm đó bất cứ khi nào nhớ lại cũng sẽ khiến bạn tự hào, như ánh mặt trời dữ dội của ngày hè, như những cơn gió tự do trên đồng cỏ dại, như trước này chưa bao giờ té ngã. Bạn phải tin tưởng rằng có những thứ mùa đông đã mang đi thì mùa xuân sẽ đến trả lại bạn. Điều thú vị của cuộc sống chính là việc nó không có kịch bản được viết trước, cũng không có những buổi diễn tập. Điều quan trọng nhất là không ai có thể quay ngược lại thời gian. Giá trị lớn nhất của cuộc sống chính là ở việc chúng ta phải sống là chính mình và buộc phải có trách nhiệm với tất cả mọi việc. Có thể công việc bạn đang làm không đủ tốt,
Có thể bạn đang lâm vào cảnh khốn khó, hoặc có thể bạn bị tình yêu chối bỏ. Cho dù vì lý do gì, xin bạn khi bước chân ra khỏi nhà, nhất định phải trang điểm cho bản thân sao cho thật xinh đẹp, thật khoan khoái, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực kiêu hãnh, đôi môi luôn nở nụ cười xinh và ung dung tự tại đối mặt với cuộc sống. Nếu như bạn thật sự có thể chống đỡ được thì cũng sẽ không có ai có thể vùi dập bạn. Đời người trăm năm có là chi, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt là thành hư không. Nếu đã thích thì hãy cố gắng giành lấy, và nếu đã nắm trong tay thì phải biết trân trọng. Trong cuộc sống có rất nhiều lúc chúng ta phải kiên nhẫn, phải học được cách chịu đựng những nỗi khổ. Nếu như muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, cũng như để bản thân sống một cách ý nghĩa hơn, cách tốt nhất là hãy sống cuộc sống như một giọt nước tràn đầy thông minh. Một người không biết cách cảm ơn không đáng để đồng cảm. Một người không biết cách tôn trọng người khác thì không đáng để tín nhiệm. Một người không biết cách trân trọng không đáng để hy sinh. Một người không biết cách khoan dung không đáng để ta làm bạn. Có người cay nghiệt chế giễu bạn, bạn lập tức chua ngoa đáp trả lại anh ta. Có người vô duyên vô cớ xem thường bạn, bạn lập tức nhìn lại anh ta bằng ánh mắt khinh thường. Có người trắng trợn khoe khoang trước mặt bạn, bạn lập tức vội vàng chứng minh bản thân giỏi hơn gấp mấy chục lần. Lại có người lạnh nhạt thờ ơ với bạn, bạn cũng lập tức lãnh đạm xa lánh với anh ta. Nhìn xem, tất cả những người bạn ghét đã dễ dàng biến bạn trở thành những bộ dạng mà chính bản thân căm ghét nhất. Đây mới là những vết thương đau đớn và tàn nhẫn nhất mà kẻ địch dành cho bạn. Trên đời này có một thứ luôn trung thành với bạn hơn bất cứ cái gì khác, đó chính là những trải nghiệm của bạn. Mỗi ngày trôi qua, những con người và những câu chuyện bạn gặp phải, những cảm xúc vui buồn, những suy nghĩ và cảm nhận mà những cuộc gặp gỡ đó mang lại, tất cả những điều này chỉ vỏn vẹn thuộc về một mình bạn. Chúng không thể chuyển giao sang cho bất kỳ ai khác, cho dù đó có là người thân thiết gần gũi với bạn nhất. Đó chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời bạn. Thời gian là một liều thuốc thử tốt giúp chúng ta nhận biết được lòng người và giúp ta biết được những gì còn sót lại cuối cùng mới là những gì tốt nhất. Thời gian cũng sẽ giúp ta học được cách tự yêu thương, quan tâm đến bản thân và giúp chúng ta biết cách tự làm tốt những việc của mình. Cuộc đời ngắn ngủi có mấy chục năm, bạn muốn đi cho hết con đường mình đã lựa chọn thì phải có suy nghĩ của riêng mình, mang trong mình một ý chí sắt đá, giữ vững niềm tin, kiên trì với những gì mình theo đuổi, không được phép dễ dãi với bản thân và càng không được phép sống ngây ngô hồ đồ cả một đời. Không thể lãng phí cuộc sống, bản thân phải sống sao cho không hổ thẹn với lòng mình. Khi bạn cảm thấy thật sự rất rất mệt mỏi thì hãy khép đôi mắt lại và hít thở sâu, tự nói với bản thân rằng phải tiếp tục cố gắng. Đừng có dễ dàng phủ định bản thân như thế. Ai nói rằng tương lai của bạn sẽ không tươi sáng? Những chuyện của ngày mai thì phải để hôm sau mới biết được. Khi mà mọi điều đều đang tốt đẹp, đôi khi chúng ta vẫn phải trải qua một vài ngày tháng chẳng vui vẻ gì. Đừng vì một vài điều không vừa ý nhỏ bé mà vứt bỏ cả một quãng thời gian đã từng kiên trì nỗ lực. Cho dù chẳng có ai vỗ tay hay khen thưởng, bạn cũng phải tao nhã cúi chào tạm biệt khán giả, cảm ơn bản thân đã chăm chỉ cố gắng. Chẳng một ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, vì thế chỉ cần làm hài lòng bản thân và những người bạn quý mến là đủ. Tất cả những gì bạn làm có thể chính là hình ảnh phản chiếu sâu trong trái tim. Đời người là một quá trình không ngừng tiếp nhận và vứt bỏ. Nó cũng chính là một con đường, chỉ có bản thân một mình cô độc tiến bước và không ngừng phải nhận những cái nhìn khinh bỉ, những nụ cười mỉa mai của mọi người. Bộ phim lớn của đời người một khi đã mở màn,
Mặc kệ bạn có lúng túng thế nào cũng phải cố gắng diễn cho thật tốt đến cuối cùng. Trong bộ phim này, chúng ta thường phạm phải một sai lầm, đó là luôn đầy hy vọng gửi gắm vào ngày mai mà để lỡ mất những cơ hội của ngày hôm nay. Năm 20 tuổi đã đủ khả năng mua được món đồ chơi mà lúc 10 tuổi hằng mong muốn, nhưng đã chẳng còn cảm giác hào hứng mong đợi như lúc đầu nữa. Năm 30 tuổi đã đủ dũng cảm để theo đuổi một người con gái lúc 20 tuổi mình thích, nhưng cô ấy đã trở thành người phụ nữ của người khác từ lâu. Năm 40 tuổi muốn quay ngược lại thời gian, trân trọng những người bạn của năm 30 tuổi, nhưng mọi người đã dần trở nên xa lạ từ lúc nào. Đời người chính là như vậy, cái gì đã lỡ mất thì không tài nào lấy lại được. Có những chuyện nếu bây giờ không thực hiện thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ làm được nữa. Khi mà bạn không thể tiếp tục kiên trì nữa, hãy nhớ phải tự nói với bản thân gắn thêm một chút nữa. Cho dù tâm trạng có tồi tệ như thế nào cũng không được phá vỡ những quy luật vốn có của cuộc sống. Ăn cơm đúng giờ và đi ngủ đúng giấc, mỗi một ngày của hôm nay đều sẽ trở thành ký ức của ngày mai. Mỗi một ngày của hôm nay đều sẽ trở thành những câu chuyện của ngày mai. 365 ngày, mỗi ngày 1440 phút, hãy làm những việc cần làm, gặp những người muốn gặp và ăn những món ăn ngon. Lúc nào cũng cố gắng sống cho người khác xem, chẳng trách bạn luôn mệt mỏi như vậy. Hà tất gì phải vì những khán giả không trả tiền cho bạn mà diễn một cuộc sống giả tạo bản thân không hề mong muốn. Có niềm vui, có nỗi buồn mới là đời người. Có đắng cay, có ngọt bùi mới là cuộc sống. Cho dù là sầm uất hay vắng vẻ thê lương, những cảnh vật nào đã lướt qua thì không nên quá lưu luyến bịnh rịnh. Bởi cho dù bạn không chịu tiến bước thì cuộc sống vẫn luôn không ngừng phát triển. Nỗi đau quá lớn thế nào, hãy cứ ngủ một giấc thật ngon rồi lãng quên nó đi. Cứ mãi mang gánh nặng ngày hôm qua trên lưng mà đuổi theo ngày mai thì bạn sẽ chẳng còn sức để tận hưởng ngày hôm nay nữa. Vừa tiến về phía trước, vừa quên đi quá khứ mới có thể đón nhận niềm hạnh phúc của mỗi ngày mới mang đến. Làm thế nào để vượt qua được thời kỳ tâm trạng khủng hoảng? Hãy ngủ thật ngon và chăm chỉ tập thể thao. Bất cứ lúc nào bạn cũng cần có một tâm trạng và thể lực tốt. 8 chuyện thiên hạ cùng với người bạn tri kỷ, nhưng đừng có càm ràm oán thán, mà chủ yếu hãy để cả hai cùng nhớ về quãng thời gian vui vẻ. Đọc nhiều sách hơn, nghiền ngẫm những tác phẩm truyền kỳ, tích lũy kiến thức cho mình, tiện thể xem người ta đã vượt qua quãng thời gian đen tối như thế nào. Tranh thủ thời gian làm việc nhà, làm cho xong những việc thường ngày, vì quá bận rộn mà chẳng lo toan được. Cuộc sống là như vậy đấy, không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống vui vẻ yêu đời. Con người ta sống cả một đời, những thứ đáng để trân trọng yêu thương nhiều lắm, đừng vì một vài điều không vừa ý mà vội nản lòng. Những năm tháng tuổi đôi mươi tuyệt đối đừng lãng phí thời gian và sức lực để do dự băn khoăn đâu mới là lựa chọn tốt nhất. Chẳng ai biết được cả. Nếu có ý tưởng gì thì hãy mạnh dạn thử nghiệm, trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, những công việc khác nhau, đọc sách, du lịch, yêu đương, kết bạn nhiều hơn và trả hết học phí cần phải trả. Cho đến sau tuổi 30, bạn mới có thể ung dung tự tại hưởng thụ một cuộc sống mà mình mong muốn. Cuộc sống là một con đường một chiều, tất cả những sai lầm đều không có cơ hội để làm lại. Đừng lo nghĩ quá nhiều và đừng để cuộc sống toàn những điều hối tiếc. Người ta khi có tuổi một chút sẽ biết cách suy nghĩ, dễ dàng thấu hiểu cho những khó khăn trong cuộc sống của người khác, cũng càng ngày càng hiểu cho những sự lựa chọn của một số người, sẽ không vì không đạt được những điều mong muốn mà phát cuồng phát ngộ, cũng sẽ không bận lòng quá nhiều đến những người, những việc chẳng liên quan mật thiết đến bản thân.
những gì tốt xấu cũng học cách tự mình gánh vác, hiểu được những khắc nghiệt của cuộc đời để vững tâm hơn, ôm trong mình một chút thất vọng và hoài bão của tuổi trẻ, dũng cảm lên đường không phụ quãng thời gian còn lại của đời người. Bạn ngưỡng mộ người khác lương tháng vài chục triệu đồng mà không biết người ta mỗi ngày đều cực khổ tăng ca đến đêm khuya. Bạn hâm mộ người khác nói đi liền đi, có thể tự do chu du khắp nơi mà không biết người ta đã phải từ bỏ những gì để có được sự tự do đó. Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó, bất kể là tiền tài, sự nghiệp, tình yêu hay kể cả là sự tự do. Trong những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp phải những cuộc sinh ly tử biệt khiến lòng nặng trĩu. Khi cảm thấy đau lòng và oan ức có thể khóc, hãy khóc, để khi khóc xong thì rửa lại mặt và tự vỗ vào mặt mình, vẽ trên môi nụ cười. Tuyệt đối đừng dụi mắt, nếu không sáng ngày hôm sau mắt sẽ sưng lên mất. Hãy sống thật tốt vì cuộc sống của bạn do bạn làm chủ. Trạng thái cuộc sống của một người ổn định nhất là khi cần đọc sách thì đọc sách, cần chơi thì chơi hết mình, gặp được người tài giỏi thì tán thưởng, nhìn thấy người sa sút thì không coi thường, và có riêng cho mình một cuộc sống nhỏ, một thú vui nhỏ. Đừng nghĩ đến việc thay đổi thế giới mà hãy cố gắng sống vì chính mình. Khi không có ai yêu thương thì tự chăm lo lấy cho mình, và khi đã có người thương, hãy cố gắng giữ chặt lấy nhau. Mệt mỏi rồi, yếu lòng rồi thì hãy một mình nằm dài trong yên lặng. Hãy để sự im lặng nói thay tất cả, không đề cập và không hỏi han. Buồn phiền rồi, đau lòng rồi thì cứ một mình miệt mài bước đi. Hãy để sự im lặng nói thay tất cả, không khóc cũng chẳng cười. Mỗi con đường của cuộc đời đều rất khó đi. Đã biết trước là sẽ phải nếm trải những thử thách, nên bạn không thể cưỡng cầu bất kỳ người nào đến cùng mình ngắm nhìn phong cảnh. Có những lúc người ta sẽ thấy này, gặp phải chuyện tày trời gì cũng một mình chịu nhịn cho qua. Nhưng chỉ cần lấy được một lời an ủi của người xung quanh thì trong khoảnh khắc sự mạnh mẽ liền sụp đổ. Sau đó mới hiểu ra rằng điều đáng sợ không phải là sự lạnh nhạt, mà là sự quan tâm ấm áp đến bất ngờ. Điều đáng sợ không phải bản thân mình chịu khổ, mà là những người bên cạnh buồn lòng vì mình. Điều đáng sợ không phải mình vô tội, mà là bị người khác phụ lòng. Đời người vô thường, duyên đến duyên đi đều đã được định trước, hà cớ gì phải khổ cực níu kéo một quá khứ, không thể quên một người hay không thể buông tay. Thật ra có rất nhiều lúc chúng ta chỉ cần rẽ ngang một cái, lập tức liền có thể quên mất con đường vừa đi qua. Bạn vĩnh viễn sẽ là vai chính trong cuộc đời của chính mình. Đừng bao giờ chấp nhận đóng vai phụ cho bộ phim cuộc đời của người khác. Điều khó làm nhất của đời người không phải là nỗ lực, cũng không phải là phấn đấu, mà lại là việc đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng cho dù có chọn thế nào, bạn hãy đừng từ bỏ. Cứ từng bước tiến về phía trước, và đừng để cơ hội vụt tắt ngay trước tầm mắt. Buông thả những dục vọng của bản thân là tai họa lớn nhất. Bàn tán chuyện riêng tư của đời người là tội ác lớn nhất. Không tự nhận biết sai lầm của bản thân là căn bệnh lớn nhất. 5 tiếng mỗi ngày, nếu như bạn dùng quãng thời gian đó để xem phim Hàn Quốc, để lướt mạng, để tám chuyện, thì 7 năm sau, bạn sẽ trở thành người qua đường trong chính cuộc sống của mình. Bạn giỏi nhất chính là đọc phanh phách những thành công hay thất bại của người khác, nhưng lại chẳng có gì để nói về bản thân mình. Những gì đã từng chắc chắn là đúng, thật ra chưa chắc chắn đã là như vậy. Những việc tưởng rằng vô cùng quan trọng cũng không cần thiết như ta tưởng tượng. Thật lòng thật dạ với một người, có thể anh ta sẽ chẳng để tâm đến lòng tốt của bạn. Đời người có rất nhiều chuyện chẳng thể như ý muốn. Đừng tùy tiện dốc hết lòng hết dạ với một ai,
cũng đừng quá cố chấp, bởi không có gì là không thể thay đổi cả. Đời người là một quá trình dài đong đầy những sự hối tiếc. Có những việc chỉ nghe qua thôi cũng đã thành dĩ vãng. Có những người hơi nhẫn tâm một chút cũng đã bị lãng quên. Có những nỗi đau mà nửa nụ cười hiền có thể giải tỏa. Có những trái tim trải qua một chút đớn đau đã trở nên kiên cường vô tận. Đừng có quá tốt bụng, đừng quá hào phóng, cũng đừng quá giỏi giang. Về lâu về dài, người ta sẽ tưởng rằng tất cả những gì bạn làm là lẽ đương nhiên. Cho đến một ngày, bạn sẽ không chịu nổi mệt mỏi nữa mà khóc lên. Lúc đó thì cũng sẽ chẳng có ai thương xót cho bạn đâu. Bởi vì trong mắt họ, mọi thứ đều là do bạn tự nguyện nhận lấy. Tháng năm ám ảnh âm thầm trải trôi mà lại khiến người đời thay nhau truyền miệng. Thời gian im lặng không hương sắc lại biết được nhân tình thế thái đổi thay. Trong sự thịnh suy bất thường của nhiều năm, có lẽ chúng ta đã quá phụ thuộc vào mối thâm tình của thời gian mà duy trì ánh lửa hồng ấm áp, để cho những tháng ngày một hoa một trà, điểm sắc cho quần sáng của mặt trời, nồng đượm hương thơm của cuộc đời. Tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống mới dần dần hiện lên từ đó. Khi bạn tha thiết tìm được một người để tâm sự nhưng lại chẳng thể cất thành lời, thì lúc đó bạn mới nhận ra có những chuyện không thể nói cho người khác được, và có những chuyện không cần thiết phải nói ra. Cách giải quyết tốt nhất là bình tĩnh lại, tìm cách một mình tự cảm nhận nỗi cô đơn. Nếu như đã lựa chọn bước đi trên con đường này, thì trong lòng đừng có vấn vương đến cảnh đẹp trên một con đường khác. Cuộc sống ngày càng trở nên giống một màu đen huyền bí mà hài hước. Khi nó không cho bạn hiểu, thì bạn lại cố gắng tìm hiểu. Cho đến khi bạn hiểu rồi, lại ước rằng bản thân chẳng hiểu gì cả thì hơn. Đừng bao giờ mù quáng sùng bái hay tin vào những lời nói của những người không liên quan dành cho bạn. Đó đều là những lời nói không có căn cứ. Những gì họ nói với bạn chỉ thể hiện được suy nghĩ của họ, chứ không phải cảm nhận của bạn. Trên đời này, quan trọng nhất là bạn phải tự mình nghĩ thông mọi việc. Chẳng ai có thể là một chuyên gia tâm lý của người khác, và chỉ có bản thân mới thấu hiểu lòng mình nhất. Một người tầm 20 tuổi ngoài một chút tuổi trẻ còn sót này thì chẳng có gì trong tay hết. Nhưng những tháng năm tuổi trẻ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay lại có thể quyết định tương lai bạn sẽ trở thành một người như thế nào. Hãy vì cuộc sống mình hằng mong muốn mà dũng cảm vứt bỏ một số thứ. Trên thế giới này nào có tồn tại sự công bằng cơ chứ? Bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có được trong tay mọi điều mình muốn. Nếu muốn tự do thì phải chấp nhận hy sinh sự an toàn. Nếu muốn an nhàn thì sẽ chẳng có được thành công. Nếu muốn vui vẻ thì đừng so bì thái độ của những người xung quanh. Nếu muốn tiến về trước thì phải tự giác rời khỏi nơi bạn đang dừng chân. Đã thất bại rồi thì đừng có mãi miết tìm kiếm lý do. Cứ cho là bạn có thể bịa ra được hàng ngàn cái cớ thì cũng chẳng giúp được gì cho việc đã lỡ. Đối mặt với khó khăn, trước hết hãy thử tìm cách giải quyết. Kể cả dù chỉ có một cách cũng có thể giải quyết được vấn đề. Lâm vào cảnh tuyệt vọng thì chỉ cần bạn không nản lòng, không nhục chí, không sợ hãi, giữ vững lập trường tiến về phía trước, thì những gì bạn nhận được sẽ là ánh hào quang rực rỡ. Đời người chẳng qua chỉ như một tách trà, đầy cũng được, vơi cũng vậy, tranh giành nhau cái gì chứ? Nồng đượm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng chẳng sao, tự nó có hương vị riêng. Vội vàng hay từ tốn thì cũng có hề chi, ấm cũng được, nguội cũng được, ánh mắt chạm nhau thì cùng cười. Vì đời người trong lòng bận tâm đến những điều khác biệt đó nên mới cảm thấy đau lòng. Bởi vì hoài nghi nên mới bị tổn thương. Bởi vì xem nhẹ nên dễ dàng có được niềm vui.
bởi vì nhìn thoáng qua nên dễ dàng hạnh phúc. Hãy học cách khiêm tốn, trong lúc nhận ắt lại phải có lúc hy sinh. Làm chủ những quyết định của mình để sau đó chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận hậu quả. Nói năng thận trọng, độc lập trong lúc học cách thỏa hiệp và vẫn phải kiên trì giữ vững giới hạn của bản thân. Hiểu rằng không phải tất cả những sự cho đi đều để nhận lại kết quả. Những chuyện đã trôi vào dĩ vãng có thể không cần quên đi, nhưng phải biết cách từ bỏ. Phải sống vui vẻ, kiên trì và chân thành. Mong rằng chúng ta sẽ làm tốt những điều này bạn nhé. Hãy học cách giữ yên lặng để tư duy trầm lắng lại và từ bỏ bớt những ham muốn về vật chất. Hãy học cách để bản thân trở về con số 0 và hãy xem mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Hãy tin rằng khi thời gian đang thầm lặng trôi, khiến cho dung nhan của ta dần già nua, thì cũng đồng thời làm phong phú thêm cho cuộc đời ta. Hãy tin rằng điều đáng quý của thanh xuân không phải là những năm tháng trẻ tuổi, mà là một trái tim đông đầy lòng dũng cảm, không sợ tổn thương, không sợ hy sinh, không ngại yêu thương và không ngại mơ ước. Con người nhất định phải đi du lịch, đặc biệt là các cô gái trẻ. Một người con gái được mở mang kiến thức rất quan trọng. Khi bạn hiểu biết nhiều, trái tim cũng trở nên rộng lượng hơn, tầm nhìn rộng mở và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách nhìn nhận sự đời. Du lịch giúp con người ta mở mang tri thức, đặc biệt đúng đối với những cô gái trẻ. Nó giúp bạn trở nên tự tin hơn và không bị lạc lối trong thế giới tinh thần. Mong rằng tất cả những sự cố gắng nỗ lực của bạn sẽ không lãng phí. Mong ước nhiều điều được tội nguyện, hành động nhiều điều có thể thành hiện thực, và mong rằng trên con đường đời sau này, tình yêu của bạn sẽ không đặt nhầm người nữa. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có nói gì thì tôi vẫn luôn tin tưởng vào cảm nhận của bản thân mình là đúng. Mặc kệ người đời có cách nhìn nhận thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không làm xáo trộn nhịp sống của tôi. Những gì mình thích sẽ có thể kiên trì theo đuổi, còn đã không thích thì chẳng thể cố gắng được lâu dài. Khi những giọt nước mắt rơi xuống là khi chúng ta đã thật sự rất mệt mỏi. Thật ra cuộc đời chính là như vậy. Bạn có nỗi phiền muộn của bạn và tôi có những khó khăn của tôi. Ai ai cũng giấu cho mình những giọt nước mắt im lặng, và ai ai cũng đều có những nỗi khổ khó cất thành lời. Một ngày hôm qua chẳng thể quên được, một ngày hôm nay bận tối mắt, một ngày mai nghĩ không đến, một cuộc đời đi không hết, những khó khăn vượt không qua, những sự bất lực không tránh khỏi, những lời nói dối bất tận, một lòng người soi không thấu, những mối bận tâm không thể từ bỏ, hay những đắng cay ngọt bùi nếm trải không nổi. Đó chính là cuộc đời, đó chính là cuộc sống. Cuộc sống chính là như vậy, chẳng thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng chúng ta vẫn phải sống sao cho thật tốt. Sau khi đã gặp đủ loại người rồi, bạn mới biết thì ra trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ ra, sẽ chẳng có ai dốc lòng dốc tâm vì bạn cả. Sẽ chẳng có ai tin tưởng bạn vô điều kiện, và cũng chẳng có ai mãi đối xử tốt với bạn. Bạn nên sớm nhận ra rằng bầu trời rồi cũng sẽ tối, lòng người rồi cũng sẽ đổi. Đời người còn dài dài, đường đi còn xa lắm, và bạn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác. Ai rồi cũng sẽ có lúc gặp phải tình huống này. Khi những chuyện khiến mình muốn khóc nhất xảy ra, thì sống chết nhẫn nhịn, không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. Khi những người muốn níu giữ lại nhất bỏ đi, thì cắn chặt răng không chịu cất một lời níu giữ. Trong thâm tâm đã vô số lần kêu gào đầu hàng, nhưng trên mặt bày ra bộ mặt chẳng hề quan tâm. Trong giây phút đó, tự cảm thấy bản thân thật kiên cường, và tuổi trẻ dần hao mòn đi mỗi ngày trong sự kiên cường đến đau lòng đó.
Sau đó ta mới hiểu rằng bởi vì yếu đuối nên mới cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhiều người luôn coi trọng lòng tự tôn hơn cả sinh mạng mình. Đời người có biết bao nhiêu câu hỏi khó chẳng thể tìm ra lời giải đáp. Cách duy nhất để vượt qua những câu hỏi này là tự mình chịu đựng sự giày vò, chịu đựng đến nỗi một phần trong mình đã chết đi, rồi lại sống lại chịu đựng. Đến độ thay da đổi thịt, rồi bạn sẽ nhận ra dường như đất trời đã trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Chẳng muốn nếm trải những gì quá vui mừng hay quá đớn đau, cũng không mong muốn phải gánh vác những kỳ vọng thật to lớn. Chỉ muốn cuộc sống này trở nên thật đơn giản, muốn bản thân trở nên thật an phận thủ thường, để thỉnh thoảng tự mình ảo tưởng, tự mình lãng mạn mông lung. Nhưng hầu hết thời gian chỉ có thể gánh vác trách nhiệm độc lập và tận hưởng sự kiên cường. Trong thế giới vội vã này, chẳng ai có thời gian để mà chăm sóc bạn. Nếu như bạn không đủ kiên cường thì liệu có ai dũng cảm thay bạn đây? Cuộc sống mỗi ngày cứ trôi đi, và những người đáng ghét sẽ mang theo những lời phiền toái khó chịu đi mất, còn những người đáng mến sẽ đem lại cho bạn những điều vui vẻ tốt đẹp. Hãy hướng tầm mắt đến những điều mới và tự giải thoát cho bản thân khỏi những bó buộc bạn nhé. Khi bạn đến với thế gian này, sẽ có rất nhiều chuyện không như ý muốn và cũng có rất nhiều điều bất công. Thế giới này cũng sẽ có nhiều việc khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ sự tự do của bạn, và bạn lại mong muốn có được sự ràng buộc như tôi. Tôi trầm trồ trước chiếc xe của bạn, thì bạn thán phục tôi có được ngôi nhà của tôi. Vẻ đẹp thật sự không phải là nhan sắc của thời thanh xuân, mà là tâm hồn được cởi mở với đời. Không phải những lời xu nịnh giả tạo, mà là tấm lòng thành chân thật. Không phải là giàu, mà là sở hữu ánh hào quang của tri thức. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, những con người và sự việc luôn khiến tôi day dứt trong lòng lại trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Thời gian đã từ từ nói với tôi một điều rằng phải học được cách nói câu tôi không quan tâm. Cuộc sống sẽ không vì bạn là con gái mà thương hoa tiếc ngọc. Hãy học cách để bản thân trở nên hoàn hảo hơn từ trong những sự rèn luyện. Phải nhớ kỹ rằng ngày mai bạn nhất định sẽ trở thành một người xuất sắc như thế kia. Chỉ khi vứt bỏ được những gánh nặng vô nghĩa, chúng ta mới có thể ung dung tự tại tiến về phía trước. Cay đắng là hương vị vốn có của cuộc sống, và khổ cực là bản chất của cuộc đời. Đời người này, những nỗi khổ phải gánh chịu khi còn trẻ thực ra cũng chẳng phải là khổ, chẳng qua chỉ là một chiếc ván cầu. Khi đứng trên ván cầu đó, khó khăn nhất không phải là khoảnh khắc ta phải nhảy xuống, mà là những giằng xé, do dự, tính toán được mất trước khi nhảy xuống. Những điều đó chẳng có cách nào để nói cho người khác biết. Chúng ta cứ tưởng rằng bản thân sẽ không nhảy được, nhưng cứ nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí sẽ nhảy được ngay. Hãy tin rằng cuộc đời sẽ không đối xử tệ bạc với bạn, và những nỗi khổ bạn phải nếm trải, những mệt nhọc phải chịu đựng, hố sâu mà bạn phải nhảy xuống, những con đường bạn đã đi sai, đều sẽ tôi luyện nên một con người độc nhất vô nhị, trưởng thành kiên cường và biết ơn cuộc đời. Bạn ngưỡng mộ người khác khi bị ốm có thật nhiều người quan tâm chăm sóc. Ngưỡng mộ người khác khi bước chân ra ngoài chơi luôn có người bên cạnh. Ngưỡng mộ người khác mỗi ngày đều có người gửi lời chào mỗi buổi sáng rồi lại chúc ngủ ngon. Ngưỡng mộ người khác được thật nhiều ghi nhớ ngày sinh nhật. Ngưỡng mộ người khác trong mỗi dịp lễ Tết đều được chúc mừng mà tưởng rằng bản thân chẳng có gì hết. Thật ra trong con mắt của người khác, họ ngưỡng mộ bạn có thể mạnh mẽ và ngưỡng mộ bạn có thể điềm đạm ung dung. Bạn ngưỡng mộ người khác và người khác lại ngưỡng mộ bạn. Sự thật là mỗi người lại có một cuộc sống riêng và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống đó.
Nếu như bạn cảm thấy oan ức thì chứng tỏ bạn vẫn còn giới hạn. Nếu như bạn cảm thấy mông lung lạc lối, chứng tỏ bạn vẫn còn nhiều điều muốn theo đuổi. Nếu như bạn cảm thấy đau khổ, chứng tỏ bạn vẫn còn sức lực. Nếu như bạn cảm thấy tuyệt vọng, chứng tỏ bạn vẫn còn hy vọng. Trên một tầng ý nghĩa nào đó, bạn vĩnh viễn sẽ không bị bất cứ điều gì đạp đổ, bởi vì bạn vẫn còn bản thân mình. Bước đến những nơi trước đây bạn không dám đặt chân đến và vươn tay ôm lấy những lãnh địa trước đây bạn không dám chạm đến. Khi đó bạn sẽ phát hiện ra, thì ra cuộc sống không chỉ nhỏ bé như vậy. Bạn có thể khiến bản thân mình sống tốt hơn và cũng có thể khiến cho những người quanh bạn cảm thấy khi được ở bên bạn, cuộc đời luôn tràn đầy hy vọng. Thời gian không thể xóa dịu hết những tổn thương của chúng ta, nhưng lại khiến chúng ta trở nên không còn sợ hãi việc bị tổn thương nữa. Thời gian cũng chẳng giúp ta giải quyết vấn đề gì, nhưng sẽ biến những vấn đề vốn ta không thể nghĩ thông trở nên không còn quan trọng nữa. Có thể bây giờ bạn chỉ có một mình tan làm, một mình ngồi tàu ngầm, một mình lên lầu, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ và một mình ngồi thần mặt ra. Nhưng bạn lại có thể một mình tan làm, một mình ngồi tàu ngầm, một mình lên lầu, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ, một mình ngồi ngây ngốc. Có rất nhiều người khi đã rời xa một người khác đã chẳng còn là bản thân mình nữa, còn bạn lại chỉ có một mình, và bạn nên tự hào bạn vẫn luôn là bản thân mình. Một cuộc sống thật sự đó là mỗi ngày đều chăm chỉ làm tốt phần việc của mình, không đòi hỏi tình yêu hay cảnh vật xa xôi vốn chẳng thuộc về bạn, không mơ mộng hão huyền, không để bản thân chìm đắm trong những ảo tưởng đó, không làm hại ai, không biến bản thân và người khác thành kẻ địch, không đi diễn trò và cũng không tin vào những trò diễn của người đời. Cuộc sống tựa như dòng nước, cứ bình lặng là đẹp nhất. Đời người nhất định sẽ có lúc gặp được những cảnh sắc tươi đẹp, cây cối cành lá tùm, hoa thơm khoe sắc, ong bay bướm lượn, nhưng phải vượt qua được những chướng ngại vật núi cao hiểm trở hay sa mạc hoang lạnh mới đến được đó. Một điều chắc chắn là sẽ không chỉ có mặt trời chiếu rọi cùng những tia nắng ấm áp rực rỡ, mà nhất định còn có những ngày âm u sương mù dày đặc tối tăm. Hãy sống chân thật và tốt đẹp với chính mình. Hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng quay đầu nhìn lại quá khứ, đừng nhìn ngó lung tung và đừng quan tâm người đời đang nói gì. Những ai không bằng bạn mới dị nghị về bạn, còn những ai tài giỏi hơn bạn thì người ta còn đang bận rộn công việc, căn bản chẳng thèm nhìn ngó đến bạn đâu. Khi người ta 20 tuổi, người ta thường rất tin tưởng vào một câu nói rằng cuộc sống nằm ở nơi khác. Khi bạn tùy tiện từ bỏ một công việc, dễ dàng vứt bỏ một đoạn tình, hay đơn giản cắt đứt quan hệ với một người bạn, tất cả đều là vì niềm tin đó. Nhưng đáng tiếc phải mất một quãng thời gian thật lâu, bạn mới nhận ra rằng thế gian cũng chẳng hề tồn tại cái gọi là nơi khác trong truyền thuyết. Bạn vốn đang có tất cả. Có điều tất cả đó chỉ là những gì bạn đang nắm trong tay. Nhưng khi bạn lay hoay một hồi, tất cả những gì bạn có được chẳng qua cũng chỉ là những gì bạn đã đánh mất từ lâu rồi. Cảm ơn màn đêm buông xuống cho tôi biết rằng dù ngày hôm nay có thất bại thảm hại đến mức nào, một ngày mai hoàn toàn tươi sáng vẫn đang đợi tôi đến chứng minh bản thân mình. Ngày mai lại là một ngày mới tuyệt vời. Thời gian thật là một điều kỳ diệu. Nó giúp ta có thể tha thứ cho những điều tưởng như không thể tha thứ, giúp ta vượt qua những gì tưởng như không vượt qua nổi. Thỉnh thoảng tôi lại muốn quay ngược thời gian trở về những phút giây đầu tiên, nhưng tôi biết con người ta phải học cách luôn hướng về phía trước, vì không ai có thể quay ngược thời gian. Cuộc đời ngắn ngủi đến thế, sao không phá vỡ các thói quen cũ đi, tha thứ cho nhau nhanh hơn, hôn chậm lại, yêu thương thật lòng hơn,
và cười một cách điên loạn hơn. Chỉ cần là những chuyện đã từng khiến mình cười thì sẽ không bao giờ bạn phải hối hận. Cuộc sống là như vậy đấy. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống vui vẻ yêu đời. Còn người ta sống cả cuộc đời này thì những thứ đáng để trân trọng yêu thương nhiều lắm. Đừng vì một vài điều không vừa ý mà nản lòng. Làm bạn cùng những người thông minh, yêu những người đáng tin cậy, làm việc cùng những người tích cực và đồng hành cùng những người hài hước. Nếu đời người có thể làm được như vậy thì đó chính là niềm hạnh phúc vĩ đại nhất. Hãy là một người vừa phải đúng mực, để không đánh giá quá cao bản thân 2 năm sau và cũng đừng đánh giá quá thấp bản thân 10 năm sau. Sở hữu một trái tim lương thiện, cười thật vui vẻ và khóc thật thoải mái, không phóng túng sa đọa, không mưu cầu có tính toán. Những người con gái như vậy là chấp nhận được. Có thể bạn của hiện tại rất đau buồn, nhưng chỉ cần qua một thời gian rồi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra thật ra những chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Thời gian không giúp ta giải quyết vấn đề gì cả, nó chỉ giúp ta biến những chuyện trước đây vốn nghĩ không thông trở nên không còn quan trọng nữa. Những gì tận lực tìm kiếm thì lại chẳng bao giờ tìm được. Vạn vật trên thế gian đến và đi đều có những thời điểm thích hợp của nó. Những con đường đã đi qua có thể quay đầu nhìn lại, nhưng không thể quay ngược để đi lại. Bạn hãy làm chủ mỗi khoảnh khắc và trân trọng mỗi lần sở hữu. Cho dù gặp phải những người vội vã rời đi, cũng phải cảm ơn anh ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời bạn. Anh ta cũng là một phần trong ký ức đầy màu sắc của bạn. Đời người không cần cưỡng cầu mọi thứ đều như ý muốn, nhưng cũng đừng làm gì hổ thẹn với lòng. Khi con người trở nên mạnh mẽ nhất không phải là lúc luôn kiên trì, mà là lúc dũng cảm để từ bỏ một điều gì đó. Khi bạn đã quyết định lựa chọn giơ cao đôi tay lên bầu trời, thì còn ai có thể cướp được cái gì từ trong tay bạn nữa. Trong cuộc sống sẽ có lúc ta bỏ lỡ mất một vài người, nhưng chúng ta nên cảm ơn những người đó. Họ giúp ta hiểu được giá trị trân quý của hạnh phúc. Đừng tin rằng những cái gì nên là của mình đến cuối cùng sẽ thuộc về mình. Nếu bạn không đi tranh giành nắm giữ thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Tuổi trẻ chúng ta thường không tự chủ mà nhìn ngắm về phía xa, mang một khát khao mãnh liệt về con đường phía trước. Cho dù là thoát ẩn thoát hiện, cho dù đầy mông lung mờ mịt, có những lúc tưởng như bốn bể xung quanh bị sương mù dày đặc bao lấy, và cái cảm giác vô định mà mơ màng ấy chỉ có bản thân hiểu rõ. Cho dù có cô độc, cho dù có mờ mịt hay bất lực, nhưng tôi vẫn muốn dũng cảm đối mặt, bởi đó là tuổi trẻ của tôi, không phải của một ai khác, nó thuộc về tôi. Chôn mình trong chăn thật thoải mái, thức dậy thật khó khăn, vì vậy hãy dứt khoát đặt điện thoại xuống và đi ngủ sớm. Một chồng sách cao, không biết nên đọc cuốn nào thì hãy bắt đầu từ những cuốn kinh điển nhất. Cuộc hành trình nói đi là đi nhưng lại không hạ được quyết tâm, vậy thì hãy học cách tận hưởng những cảnh đẹp ngay bên cạnh mình. Nếu như chưa từng bắt đầu thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến đích. Con người mãi mãi không bao giờ biết trân trọng ba nhóm người: một là những người dễ dàng có được, hai là những người không bao giờ rời bỏ ta, và ba là những người luôn đối tốt với ta. Thế nhưng một khi những người này đã bước đi thì vĩnh viễn sẽ không quay lại bên ta nữa. Một đời người như thế nào sẽ được quyết định bởi một vài lựa chọn quan trọng. Mong rằng bạn sẽ lựa chọn đúng những lần quan trọng đó và sống một cuộc sống như những gì mình mong muốn. Có thể tại một nơi nào đó có một tôi khác, tôi đó sẽ làm những điều mà tôi không dám và sống một cuộc sống mà tôi hằng mong muốn. Không có ai có thể quay ngược lại quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay
để viết nên một kết thúc hoàn toàn khác. Ngoại trừ bản thân bạn ra, sẽ chẳng có ai hiểu được trong những câu chuyện của bạn có biết bao niềm vui hay nỗi buồn, bởi vì những cảm giác đó chỉ thuộc về một mình bạn mà thôi. Thà rằng chạy thật nhanh mà vấp ngã vô số lần còn hơn đi theo khuôn phép quy củ cả một đời người. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu làm những việc mình thích. Hy vọng bạn sẽ không dùng tuổi tác hay những yếu tố khác để tự trói buộc bản thân. Từ trước đến nay, tuổi tác không bao giờ là giới hạn để thực hiện một điều gì đó, trừ khi bạn tự đưa nó ra để tự làm khó mình. Hãy sống bằng cả trái tim này, đừng xem ánh mắt của người đời là thước đo cho cuộc sống, và chỉ cần mỗi ngày bạn đều cảm thấy hạnh phúc là đủ. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện bạn không muốn làm nhưng không thể không làm, đó gọi là trách nhiệm. Trong cuộc sống cũng rất nhiều điều bạn muốn làm nhưng không thể làm, đó là số phận. Nỗi đau dù lớn thế nào thì hãy cứ ngủ một giấc thật ngon rồi quên lãng nó đi. Cứ mãi mang gánh nặng ngày hôm qua trên lưng mà đuổi theo ngày mai, bạn sẽ chẳng còn sức để tận hưởng ngày hôm nay nữa. Vừa tiến về phía trước, vừa quên đi quá khứ mới có thể đón nhận niềm vui hạnh phúc của mỗi ngày mới đang đến. Trong tính cách của mỗi người đều có một phần khiến người khác không thể chấp nhận nổi, ngay cả những người tốt đẹp nhất cũng như vậy. Vì thế đừng quá khắt khe khó tính với người khác và cũng đừng tự trách bản thân mình. Đời người là một cuộc tiêu khiển tự kiếm tìm niềm vui, lấy lòng người khác chỉ là khôn vặt, và mỗi ngày đều có thể tự làm mình hài lòng mới là trí thông minh thật sự. Thế giới này thật sự nhỏ bé lắm, dường như chỉ cần sau cái chớp mắt chẳng biết sẽ gặp phải ai. Thế giới này thật sự rộng lớn lắm, dường như chỉ cần sau cái chớp mắt chẳng biết sẽ đánh mất ai. Tha thứ cho một người dễ dàng lắm, nhưng để tin tưởng thêm một lần nữa thì lại chẳng đơn giản như vậy. Hâm nóng một trái tim cần rất nhiều thời gian, nhưng một trái tim trở nên nguội lạnh thì chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.